Cảm ơn các bạn đến với channel của mình. Hôm nay tiếp tục một cái video về giăng lưới rừng ngập mặn nha các bạn. Hôm nay mình đi cùng với em gái ở biệt thự. Ở đây đước này người ta trồng được tầm 4 năm rồi các bạn. Cá rồi tôm cua nó tự nhiên nó vào đây nó sinh sản nó lớn lên các bạn. Giờ mình đi thăm lưới nha các bạn. Rồi cái nâu nhỏ, cá chốt luôn. Gom gom, cá chốt bùa luôn. Cái hường đếm. Cá chốt cái gì á? Giống cá chốt quá. Rồi bữa nay chắc sụp sụp cá chốt rồi. Rô phi, rô phi. Chốt. Cá chốt. Cẩn thận nha. Cá chốt của bữa không à? Về chắc gỡ phê luôn rồi, kiểu này. Chín mấy con kẹo lưới. Mới chưa nó chưa đâm vô. Phi. Rồi tới đây dính. Đàng hoàng nha. Từ từ về ra dính gốc coi. Đâu em gỡ là gỡ lưới ra chứ. Bứt dây đường nào. Bên này vậy là bớt cá rồi. Thời gian nữa mới được. Do con cá đó nó mò hả? Cá nó loạn xạ hết rồi. Trời. Vô bánh cá chốt luôn. Cái túc này nè, vô lần nào cũng dính cá chốt nhóc nhách chứ. Khoái cá chốt hả? Chỗ bên này là ít dính. Thôi bữa nay về rau sống để ăn chuột đi. Ơi, cái phi nè. Phi nhấp ra. Phi mình ăn được. Cái chốt nè, cái chốt nè. Phi bị bự luôn, ngon à. Ủa, cái gì đây, cái gì lạ vậy? Cái cháo, cái cháo. Này hả? Ừ, cái cháo dưới bự. Nó có hai loại luôn. Cái ba cá hành nó bữa đó dính một đống nữa, giờ còn nữa. Vô bữa đó vô được cái nâu bự. Vô bữa đó về anh làm khô luôn. Đây, vô cái nâu rồi. Cái nâu khúc này cái nâu. Trời ơi, cá chốt.
cá chốt vô gỡ sẵn luôn.